trà các em, chúng ta đã được tìm hiểu về chức năng của huyết tương và hồng cầu. Vậy, bạch cầu cũng là một thành phần của tế bào máu. Vậy, bạch cầu có chức năng gì? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài số 14, bạch cầu miễn dịch. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 la mã, các hoạt động chiếu của bạch cầu. Trước khi tìm hiểu về các hoạt động chiếu của bạch cầu, thì chúng ta sẽ ôn lại kiến thức cũ một chút. Hãy nêu cho cô cấu tạo của bạch cầu. Nhắc lại cho cô về cấu tạo của bạch cầu. Bạch cầu thì đó là một thành phần của tế bào máu. Tế bào máu thì gồm có 3 thành phần, đó là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Các em nhớ cho cô, bạch cầu thì là tế bào có nhân và kích thước lớn, đường kính khoảng từ 8 đến 18 micromet và số lượng ít hơn rất nhiều so với hồng cầu và không có hình dạng nhất định. Có 5 loại bạch cầu: bạch cầu ưa kiềm, bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit, bạch cầu lympho và bạch cầu mono. Như vậy chúng ta sẽ nhớ cho cô có 5 loại bạch cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu cho cô thông tin phần 1 la mã và quan sát hình 14.2 tương tác kháng nguyên kháng thể. Hãy nêu cho cô cấu trúc của kháng nguyên và kháng thể. Các em quan sát cho cô hình 14.2. Chúng ta quan sát cho cô. Ở trong hình này người ta lấy ví dụ về tương tác kháng nguyên và kháng thể. Ví dụ như kháng thể A thì tương tác với kháng nguyên A. Kháng thể B thì tương tác với kháng nguyên B. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu thông tin và nêu cấu trúc của kháng nguyên và kháng thể. Thứ nhất đó là về kháng nguyên. Kháng nguyên là gì? Kháng nguyên thì đó là những phân tử ngoại lai có kích thích cơ thể tiết ra kháng thể. Ví dụ như là các phân tử này thì thường có trên bề mặt của tế bào vi khuẩn hay bề mặt của vỏ virus, nọc độc của ong hay là rắn. Còn kháng thể thì là những phân tử protein do cơ thể tiết ra để chống kháng nguyên. Như vậy, chúng ta sẽ nhớ cho cô hoạt động của kháng nguyên và kháng thể như là chìa khóa và ổ khóa. Tức là gì? Tức là kháng nguyên nào thì kháng thể ấy. Chúng ta nhớ cho cô, kháng thể chính là do cơ thể tiết ra để chống lại kháng nguyên. Còn kháng nguyên thì là phân tử ngoại lai. Và những phân tử này thì có kích thích cơ thể tiết ra kháng thể. Phân tử này thường có trên bề mặt của tế bào vi khuẩn, tế bào bề mặt của vỏ virus này, hay là nọc độc của ong, rắn, vân vân. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về cấu trúc của kháng nguyên và kháng thể. Vậy hoạt động chủ yếu của bạch cầu bảo vệ cơ thể như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Các em quan sát cho cô hình 14.1, sơ đồ hoạt động thực bào. Người ta lấy ví dụ như sau: khi có vi sinh vật xâm nhập vào một mô nào đó của cơ thể thì các em nhìn cho cô, hoạt động đầu tiên của bạch cầu để bảo vệ cơ thể chính là sự thực bào. Đây, chúng ta nhìn cô này. Đây là hoạt động đầu tiên của bạch cầu, đó là sự thực bào. Sự thực bào là gì? Thì chúng ta nhớ cho cô. Ở đây có các bạch cầu như đại thực bào, bạch cầu trung tính. Khi có vi khuẩn hay virus xâm nhập vào thì các mạch cầu sẽ từ mạch máu chui lên, ví dụ như đại thực bào, bạch cầu trung tính sẽ hình thành chân giả. Đây, chúng ta nhìn cô, hình thành chân giả và bắt nuốt vi khuẩn vào trong tế bào, bắt nuốt vi khuẩn vào trong tế bào và tiêu hóa chúng. Như vậy hoạt động đầu tiên của bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể, các em nhớ cho cô đó là sự thực bào. Ở đây tham gia là bạch cầu đại thực bào và bạch cầu trung tính. Khi có sự xâm nhập của vi khuẩn thì bạch cầu trung tính và đại thực bào từ mạch máu chui lên, hình thành chân giả, bắt nuốt vi khuẩn vào trong tế bào rồi tiêu hóa chúng. Tiếp theo, có một số vi khuẩn thoát khỏi sự thực bào thì sẽ gặp hoạt động nào của bạch cầu? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Các em quan sát cho cô hình 14.3 sơ đồ tiết kháng thể để vô hiệu hóa các kháng nguyên. Một số vi khuẩn và virus khi thoát khỏi sự thực bào sẽ gặp hoạt động của lympho B hay còn gọi là tế bào B. Ở đây lympho B sẽ tiết ra các kháng thể. Các kháng thể này sẽ tương ứng với lại kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là virus, và sẽ có sự kết hợp giữa kháng thể và kháng nguyên của virus, và lúc này các kháng thể sẽ làm mất hoạt tính của kháng nguyên và tế bào vi khuẩn bị kháng thể vô hiệu hóa. Nhưng có một số vi khuẩn virus lại thoát khỏi hoạt động bảo vệ của lympho B và gây nhiễm cho tế bào cơ thể thì chúng sẽ gặp hoạt động của tế bào lympho T. Các em quan sát cho cô. Lúc này tế bào lympho T hay là tế bào T sẽ có nhiệm vụ là phá hủy các tế bào nhiễm vi khuẩn virus bằng cách là nhận diện này, tiếp xúc này, và sau đó tiết ra các protein đặc hiệu. Đây, nhìn cô đây. Các protein đặc hiệu này sẽ làm tan màng tế bào. Đây, lỗ thủng tế bào nhiễm vi khuẩn virus sẽ làm tan màng tế bào bị nhiễm và làm cho tế bào bị nhiễm phá hủy. Như vậy, chúng ta sẽ nhớ cho cô hoạt động của bạch cầu sẽ bao gồm 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất đó là sự thực bào. Hoạt động thứ hai đó là hoạt động của lympho B. Hoạt động sự thực bào, hoạt động thứ hai là hoạt động của lympho B. Và hoạt động thứ ba nhớ cho cô đó là hoạt động của lympho T. Và các vi khuẩn virus sau khi đã bị nhiễm thì sẽ là hoạt động cuối cùng của lympho T, sẽ tiết ra các protein đặc hiệu làm tan màng tế bào bị nhiễm và tế bào bị nhiễm sẽ bị phá hủy. Câu hỏi trong mục tam giác. Câu hỏi số 1, sự thực bào là gì? Những loại bạch cầu nào thường thực hiện thực bào? Câu hỏi số 2, tế bào B đã chống lại các kháng nguyên bằng cách nào? Câu hỏi số 3, tế bào T đã phá hủy tế bào cơ thể bị nhiễm vi khuẩn virus bằng cách nào? Thì 3 câu hỏi này thì cô đã hướng dẫn chúng ta. Đây, chính là cái cô vừa hướng dẫn, đó là sự thực bào là gì? Chính là hiện tượng các bạch cầu bắt và nuốt vi khuẩn vào trong tế bào rồi tiêu hóa chúng. Và chúng ta nhớ cho cô, hoạt động của sự thực bào sẽ có sự tham gia của bạch cầu như sau. Đây, chúng ta quan sát cho cô. Có sự tham gia của bạch cầu đại thực bào và bạch cầu trung tính. Và cái thứ hai là hoạt động của lympho B. Chúng ta quan sát lại nhé. Hoạt động lympho B này. Và cái thứ ba là hoạt động của lympho T. Như vậy là cô vừa hướng dẫn chúng ta tìm hiểu phần 15 mã các hoạt động chủ yếu của bạch cầu. Vậy miễn dịch là gì? Có những loại miễn dịch nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp phần thứ 2 La Mã, miễn dịch. Câu hỏi thứ nhất, miễn dịch là gì? Thứ hai, nêu sự khác nhau của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Chúng ta sẽ cùng trả lời nhé. Câu hỏi thứ nhất này, khái niệm về miễn dịch. Miễn dịch là gì? Miễn dịch thì đó chính là cái khả năng mà cơ thể không bị mắc một bệnh nào đó, thì người ta gọi đấy là miễn dịch. Ý thứ hai, nêu sự khác nhau của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Đầu tiên là miễn dịch tự nhiên này. Và bên này là miễn dịch nhân tạo. Miễn dịch tự nhiên thì đây là loại miễn dịch thụ động. Còn miễn dịch nhân tạo là miễn dịch chủ động. Đối với miễn dịch tự nhiên thì chỉ có được sau một lần mắc bệnh nhiễm khuẩn nào đó. Ví dụ như là thủy đậu, quai bị, vân vân. Còn miễn dịch nhân tạo thì chỉ có được khi chúng ta tiêm phòng vaccine của một bệnh nào đó. Ví dụ chúng ta tiêm phòng vaccine như là bệnh lao, bệnh sởi, vân vân. Như vậy là chúng ta vừa trả lời 2 câu hỏi trong mục tam giác. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời các câu hỏi trong phần câu hỏi và bài tập. Câu hỏi số 1. Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể? Thì các bạch cầu đã tạo nên 3 hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể. Chúng ta nhìn lại cho cô. Có 3 hàng rào phòng thủ quan trọng. Hàng rào thứ nhất đó là sự thực bào. Sự thực bào là hiện tượng các bạch cầu bắt và nuốt vi khuẩn vào trong tế bào rồi tiêu hóa chúng. Thứ hai là hoạt động của tế bào lympho B. Một số vi khuẩn và virus khi thoát khỏi sự thực bào thì chúng sẽ gặp hoạt động của lympho B hay còn gọi là tế bào B. Lúc này thì lympho B đã chống lại các kháng nguyên bằng cách tiết ra các kháng thể. và các kháng thể này làm mất hoạt tính của kháng nguyên, hoạt động như chìa khóa và ổ khóa. Và một số vi khuẩn với virus thì lại thoát khỏi hoạt động của lympho B, thì chúng lại gặp hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động của lympho T. Lúc này thì tế bào T đã phá hủy các tế bào cơ thể bị nhiễm vi khuẩn virus bằng cách nhận diện, tiếp xúc và tiết ra các protein đặc hiệu, làm tan màng tế bào bị nhiễm và tế bào bị nhiễm sẽ bị phá hủy. Như vậy chúng ta nhớ cho cô 3 hoạt động chủ yếu của bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể nhé. Câu số 2. Bản thân em đã miễn dịch với những bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đó và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng trích ngừa? Câu này chúng ta rất là dễ dàng có thể trả lời được đúng không? Bản thân chúng ta thì đã có miễn dịch với bệnh quai bị từ sự mắc bệnh này trước đó, và những bệnh như là lao, bệnh uốn ván, bệnh viêm gan B, sởi thì từ sự tiêm phòng, vân vân. Rồi chúng ta ghi nhé. Hoặc là có bạn thì có miễn dịch với bệnh sởi từ mắc phải bệnh đó, hoặc là có bạn miễn dịch với bệnh thủy đậu từ sự mắc phải bệnh đó, vân vân. Đây là cô lấy một ví dụ nhé. Và những bệnh như bệnh lao, hay bệnh uốn ván, viêm gan B, vân vân, thì từ sự tiêm phòng . Câu số 3. Người ta thường tiêm phòng hay là trích ngừa cho trẻ em những loại bệnh nào? Thì người ta thường tiêm phòng cho trẻ em những loại bệnh sau. Những loại bệnh như là bệnh lao này, hay bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, hay là bệnh bại liệt, viêm gan B, bệnh sởi, vân vân. Như vậy là cô vừa hướng dẫn chúng ta tìm hiểu về bài 14 bạch cầu và miễn dịch. Các em sẽ nhớ cho cô, thứ nhất là các hoạt động chủ yếu của bạch cầu này, tham gia bảo vệ cơ thể này. Và cái thứ hai, nhớ cho cô miễn dịch là gì và sự khác nhau giữa miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào các em, hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.